bình thường là khi mà có kích thích thì pha không đó, nó là cái kênh natri nó mở ra và natri bên ngoài nó ồ ạt đi vào sẽ gây ra thử cực. Sau đó bắt đầu tới kênh kali nó sẽ mở ra, nó mở ra khi nhưng nó là pha thứ nhất, nhưng mà nó vừa mở được một chút xíu á thì bắt đầu cái kênh canxi lại đi vào bên trong tế bào, các kênh canxi mở ra, kênh canxi sẽ đi vào bên trong tế bào và đồng thời là canxi của các lưới nội và tương nó sẽ đi vào trong tế bào và trong tế bào trong màu tương ấy, thì một cái là nó hướng lên hướng kali nó đi ra thì nó hướng xuống, còn canxi nó đi vô, cho nên nó sẽ tạo ra một cái pha hơi ngang ngang ở đây, người ta gọi là pha 2 hay là pha bình nguyên. Vậy thì khi vậy thì cái pha này chính xác, cái pha này đúng chính là cái pha mà mình đang bàn tới, đó là cái pha mà có kênh canxi nó đi vào, và khi canxi nó đi vào nó sẽ giúp cho cái co cơ nó sẽ tiến hành co cơ. Vậy là sang pha 3 thì các bơm natri kali ATPA và các kênh các bơm canxi natri nó sẽ hoạt động để tạo lại cái điện thế nghĩa ban đầu. Đây là cái điện hoạt động của một tế bào cơ tim đáp ứng nhanh. Còn đối với một tế bào cơ tim mà đáp ứng chậm thì nó sẽ có hình dạng như thế này. Tức là cái pha 4 cái điện thế nghĩ của nó không phải lúc nào nó cũng đi ngang như điện thế á, như cái bào cơ tim đáp ứng nhanh, mà nó sẽ hơi dốc lên một chút xíu, nó hơi dốc lên chút xíu. Đồng thời cái pha 1 với pha 2 của nó thì sẽ nó không rõ và hình như là không có. Cái pha 0 của nó đó thì hồi nãy cái pha 0 của mình bên kia là nó dốc thẳng lên như vậy nè, dốc thẳng lên, trong khi bên này á thì nó chỉ hơi lại lại lên chút xíu thôi. Thì tại vì nó dốc hơn, mình tại vì nó khử cực bằng cái canxi chứ không phải là nó khử cực bằng cái natri như hồi nãy. Cũng có natri nhưng mà nó không có số lượng, không có nhiều. Không có pha 2 là pha bình nguyên của mình nói. Thì tại vì nó đã sử dụng canxi để nó khử cực rồi cho nên nó không có cái pha bình nguyên đi ngang đó nữa. Cái pha thứ tư của nó là cái pha, nó không có điện thế nghĩa thực sự nếu mình có nói rồi. Tại cái cơ chế của nó đó, thì nó liên quan tới cái ba cái này. Thứ nhất là giảm tính thấm kali, khử cực nhờ ion canxi rồi mình nói. Khử cực dần dần nhờ ion canxi, giảm tính thấm dần dần với kali và có một xíu ion natri đi vào tế bào thì nó sẽ tạo ra cái sự lầy lại của cái pha số 4 này. Và điện thế nghĩ. Rồi, đây là cái điện học của tế bào đáp ứng nhanh. Thì mấy bạn nhớ hồi nãy mình nói cái pha số 2 á, thì nó liên quan đến cái việc là kênh canxi nó sẽ đi vào trong tế bào, nó sẽ gây co cơ. Thì tương ứng với kênh số 2 trên này á, thì mấy bạn nhìn một cách tương đối thôi á, là đã thấy là nó đã xong, nó ngang với cái đoạn từ cái điểm G của kết thúc của bộ QRS cho đến cái khoảng đầu sóng T. Đấy, được chưa? Nhưng mà cái này nó chỉ mới là tế bào đáp ứng nhanh thôi. Còn một cái mình cần phải khảo sát nữa, đó là cái tế bào đáp ứng chậm, tức là nó nằm ở cái nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất, mà nó nằm mà khử cực nhĩ là nằm ở sóng B. Thì mình sẽ tiếp tục sẽ coi tiếp ở phía dưới này. Thì đây người ta vẽ luôn cho mình hai cái, cái này không có, hơi không đúng lắm. À, ra cũng đúng, tại vì nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất thì đáp ứng chậm thì nó chỉ là một điểm thôi, trong khi đó các cơ của nhĩ nó vẫn là đáp ứng nhanh. Vậy thì nó vẫn cái hình thái của nó cũng tương tự như thế này ha, tương tự như thế này. Thì mấy bạn coi là cái là khử cực ban đầu, đó là từ đầu sóng B cho tới đầu phút, tức là kết thúc của đoạn BR, khoảng BR, tức là đầu của cuộc QRS. Vậy thì nói là kênh canxi đi vào trong tế bào ở những giai đoạn nào, đầu trước hay giữa của QRS, thì mình sẽ nói đó là hồi nãy mình nói là pha 2 thì tương đương với lại cái đoạn ST này, và cái này nó sẽ tương đối khoảng giữa từ đỉnh của sóng B cho đến hết sóng B. Vậy thì cuối cùng là kênh canxi nó cũng có hoạt động cả trước và sau của QRS, nhưng mà cái trước thì nó là ở bên trên nhĩ, còn ở sau sẽ nằm ở dưới thấp. Đây là cái nút xoang nhĩ, mình nói là cái điện cái khử cực của nó hơi khác thường. Đây là cái nút nhĩ thất, nó cũng hơi khác, còn lại hầu hết là nó đều dốc thẳng lên, nó đi xuống. À, hôm bữa thầy cũng có nói đây là một cái ứng dụng lâm sàng. Cái này là cái ứng dụng lâm sàng đầu tiên mình đưa vô, thì nó liên quan tới cái đạn QT kéo dài. Thì người ta nhận thấy là các bệnh nhân bị bệnh tim ấy thì
khoảng QT, khi mà cái khoảng QT thì kéo dài, khoảng QT kéo dài, nhưng mà cái phức bộ QRS thì không được kéo dài. Cái khoảng QT kéo dài, bộ QRS nó hẹp, gọn hẹp bình thường, tức là bản chất là từ điểm G cho tới đầu sóng T nó kéo dài ra, thì người ta bắt đầu nghi ngờ một số cái nguyên nhân đó là, tại vì nếu mình nói nó liên quan tới canxi, chắc chắn đây là cái vấn đề liên quan tới canxi, đó là nghi ngờ hạ canxi máu. Thì lúc này mình sẽ đi cho bệnh nhân xét nghiệm thử ghi âm đồ, xét nghiệm canxi thử. Có nhiều nguyên nhân như này, thiểm năng cận giáp, thiếu vitamin D, kém hấp thu, tăng ure máu, vân vân. Còn nếu như cái trường hợp mà cái khoảng QT này nó ngắn lại, với điều kiện là sau phức bộ QRS vẫn đang bình thường, thì nó là nghi ngờ tăng canxi máu. Có ai hiểu không? Ok. Khi mà nó kéo, nó ngắn lại thì nó sẽ là tăng canxi máu. Ok. Nó cũng có nhiều nguyên nhân như suy thận mạn, vân vân. Thì cái các rối loạn về điện giải thì chắc chắn nó có là một cái cấp cứu rồi. Mình phải để ý cái đó. Cái phần kết luận thì nó, mình nói là kết luận đó là đối với QRS thì trên canxi hoạt động sẽ cái trước và sau, nhưng mà cái phần sau nó chủ yếu hơn, tại nó liên quan tới thất, mà thất nó quan trọng hơn. À, đầu sóng B, cái đầu sóng B thì nó rất nhỏ, không có để cái đầu sóng B là cái chỗ ngay cái điểm mà cái nút xoan nhĩ bắt đầu phát đi. Đỉnh sóng B đến hết sóng B là của kênh nhĩ, còn điểm từ điểm gì cho nó hết đến đầu sóng T thì đây là cái của thất. Ok. Lưu ý cái là đoạn QT cái ngắn kéo dài và ngắn lại. Thì sau đó thầy có cho mình làm thêm một phần nữa, đó là cái phần về cái ứng dụng lâm sàng. Thêm một chút xíu về cái ba điểm thì sao. Thứ nhất á là cái sóng QRS. Thì nếu không có để cái hình đây, mình sẽ quay lại cái hình cũ nha. Cái hình này thì mấy bạn coi, thứ nhất là cái QRS, cái phức bộ QRS á của mình á, mình nói á, nãy mình nói là từ bắt đầu tâm thu, bắt đầu từ đỉnh sóng quy, từ đỉnh sóng quy, thì cái giai đoạn từ đầu QRS cho tới đỉnh QRS là gì, thì nó là cái thời gian mà nó sẽ dẫn truyền ở trong cái thời gian dẫn truyền nội điện đó, gọi là VAT, VAT trái, VAT phải, thì đó là dẫn truyền nội điện. Vậy thì khi mà cái QRS nó bất thường á, có thể là nó dài ra, nó biến dạng, thì nó sẽ liên quan một cho hai vấn đề. Một á, là cái vấn đề về dẫn truyền trong thất đang có vấn đề. Hai á, là cái vấn đề co đồng thể tích hồi nãy mình nói nó có vấn đề, một trong hai vấn đề sẽ xảy ra. Thì hoặc là cái dẫn truyền nó cho có vấn đề, thứ nhất là trong ví dụ như phì đại hay thất thì cái thời gian nó phải kéo dài hơn bình thường một chút, thì nó sẽ cái QRS nó hơi giãn ra. À, nó tăng cái biên độ ra, nó tăng cái biên độ lớn lên như vậy. Mấy bạn coi trên điện tâm đồ, ví dụ như là phì đại thất, ví dụ trong phì đại thất phải chẳng hạn, thì cái V1, V2 hay là phì đại thất trái hay là phì đại hai thất, thì nó cái các chuyển đạo trước tim từ V1 tới V6 á, thì mình sẽ thấy được là cái biên độ của QRS nó rất là cao, nó rất là cao. Còn đó là phì đại hai thất. Còn ví dụ như liên quan đến block, nếu như block tức là nó dẫn truyền nó bị chặn lại, thì cái thời gian của QRS nó giãn ra, nhưng mà chủ yếu là do cái thời gian nội điện nó dài ra. Mấy bạn hiểu ý mình hay chỉ năm rồi. Còn cái thứ hai mình muốn nói với các bạn á là đoạn ST và sóng T, thì nãy mình nói liên quan tới co thẳng trường. Đoạn ST cho đến sóng T á là cái thời gian co thẳng trường. Đây. Đoạn ST tới sóng T đó là đây. Thì nó liên quan tới cái giai đoạn đó là co thẳng trường. Khi mà QT kéo dài hay rút ngắn mà với điều kiện QRS không đổi, nãy mình nói QRS đổi rồi nha. Một khi mà QRS không đổi thì nó khả năng thì là tâm thất gặp vấn đề. Ví dụ như mình đã nói được cái chuyện mà tăng canxi, hạ canxi máu rồi, nhưng mà liên quan đến một cái nữa là hạ kali máu cũng có liên quan luôn nha, cho nên mình phải tiến hành xét nghiệm ion đồ toàn bộ là vậy. Ngoài ra nó còn nhiều cái lý do khác nhưng mà ít gặp hơn, như là viêm cơ tim, xuất huyết dưới màng
dạ, trong não hội chứng sao van hai lá vân vân. Còn quy tê ngắn, mình muốn nói các bạn cái quy tê ngắn là cái này hơi quan trọng chút. Cái quy tê, cái đoạn quy tê này mà ngắn lại á, mà nó có lõm đáy chén á, thì nó có thể là liên quan tới ngộ độc thuốc digoxin. Nếu như các bạn cho, nếu mà mình thường á, các bác sĩ tim mạch sẽ sử dụng cái điện tâm đồ để khảo sát ở bệnh nhân đó là đang ngấm thuốc digoxin hay là đang bị ngộ độc thuốc, đã ngấm thuốc digoxin chưa hay là đã chuyển sang giai đoạn ngộ độc rồi, để mà tăng giảm liều cho nó hợp lý. Thuốc digoxin thì nó sẽ có hình dạng một cái lõm đáy chén như đây nè, lõm đáy chén ở đây. Rồi một cái nữa đó là mình đang nói về độ dài, còn bây giờ mình sẽ nói cái hình dạng nó bất thường, chẳng hạn như ST mà nó chênh lên hoặc là chênh xuống. Nếu khi mà nó chênh lên đó thì mình nghĩ nhiều thôi nha, chứ mình chưa chẩn đoán được. Mình nghĩ nhiều tới nhồi máu cơ tim, mình có thể nghĩ nhiều với cùng máu cơ tim với điều kiện là cái QRS thì nó bình thường. Còn khi mà cái QRS này nó có cái gọi là dạng rốt nhánh phải á, rốt nhánh phải mà cộng với QRS với lại cái ST chênh lên thì mình sẽ nghĩ nhiều từ cái hội chứng Brugada. Mình sẽ nghĩ nhiều với hội chứng Brugada. Còn một cái cuối cùng nữa đó là về tâm nhĩ co. Thì mấy mình nói đó, tâm nhĩ co nó sẽ tống máu xuống khoảng 30%, nhưng mà tâm trương thì máu sẽ về thấp tới 70%. Vậy thì mình hỏi các bạn là cái vai trò của tâm nhĩ co có thực sự là cần thiết không, có quan trọng không? Thì câu trả lời là không. Tại vì khi mà tâm nhĩ chỉ tống 30% xuống thôi, trong khi tất nó vẫn lấy được 70%, nhờ tâm trong giai đoạn tâm trương nó vẫn lấy được 70%. Thì cái bằng chứng là những bệnh nhân mà bị rung nhĩ thì họ cái tâm nhĩ nó rung thì nó sẽ không có co bóp bình thường, thì máu nó vẫn sẽ, họ vẫn sống bình thường, họ chỉ có một số cái triệu chứng như là mệt mỏi hay là chóng mặt thôi, nhẹ thôi, nhưng mà rất hiếm có tử vong, cho nên là họ vẫn có thể sống bình thường với cái việc đó là cái rung nhĩ. Một cái nữa mà cái cuối cùng mình nói với bạn nữa, nó liên quan tới tiếng T1 và T2, tiếng tim T1, T2, tiếng tim T1, T2. Các bạn nhớ mỗi lần khi đi lâm sàng, các bạn nhớ cái hình này mình thấy nó rất là đắt được. Cái hình điện thì nó liên quan tới dược lý nhiều hơn, nhưng mà cái hình này thì nó lại liên quan nhiều đến cái khám của mình, đó là mình nghe tim ở đây, nghe tim T1, T2. Thì mình sẽ tưởng tượng, mình nhớ lại coi nó nằm như thế nào trên điện tâm đồ, và mình sẽ lấy điện tâm đồ ra mình coi, theo dõi. Thì đó là cái phần trình bày của mình. Các bạn có thắc mắc gì không? Thấy, tới đây các bạn đang có rất là bối rối. Coi như nãy giờ chúng ta đang nghe giải thích rất là chi tiết, nhưng tôi không tin là 50% các bạn nãy giờ ngồi đây có thể rút ra được điều gì cho bản thân. Vậy tôi chỉ mong rằng các bạn rút ra một điều gì cho bản thân, mà các bạn cứ tóm tắt 5 dòng ở trên bản, nhưng cũng rút ra một điều gì nhất, đó là dòng cuối cùng. Còn 3 dòng trên là giải thích. Vậy thì đề nghị bạn giải thích để thầy lên rút lại câu cuối cùng. Thầy rút lại câu cuối cùng xong rồi bạn hãy giải thích. Như vậy, bạn cầm cái điện tâm đồ lên, các bạn sẽ thấy, chúng ta nhớ là QRS là khử cực khách. Khi vừa khử cực khách xong thì thắt mới bắt đầu bóp. Các bạn hiểu được chưa? Một cái cơ mà nó muốn bóp thì nó phải khử cực xong nó mới bóp. Như vậy, ở đây các bạn thấy vừa xong là nó bắt đầu bóp, và lúc này người ta cho các bạn thì systole. Đây có nghĩa là việc bắt đầu tâm thất thu. Và thu thu cho tới lúc nào vừa hết sống tê thì lúc này sẽ bắt đầu tới cái gì? Vậy ta hỏi tâm trương từ đâu tới đâu? Các bạn phải trả lời cho được cái câu là máu về tim bao nhiêu thì tim bơm ra bấy nhiêu. Điều đó có nghĩa là tâm thất phải nghỉ cho lâu thì máu về tim bấy nhiêu. Các bạn hiểu được câu này chưa? Định luật Starling nói rằng máu về tim bao nhiêu thì tim bơm ra bấy nhiêu. Như vậy tâm thất phải nghỉ đủ lâu để cái bồn thất nó mới đủ máu nhiều. Như vậy nhìn lên đây bạn phải giải thích tiếp là diastole tính từ lúc nào tới lúc nào. Nếu bạn tính nó như đây thì rõ ràng sẽ không đủ thời gian để cho gần vì bạn phải tính tới đó thì chắc chắn là tới đó. Người ta hỏi tới đây tính chưa hay tới đây tính, vì bạn phải cho người ta một cái mũi tên từ đâu tới đâu để các bạn ngồi dưới đâu có hiểu. Như vậy các bạn hiểu rằng đây là bắt đầu của thất thu, và thất thu xong tới đâu thì thất không còn thu nữa, để bắt đầu tâm trương chứ. Tâm trương rất quan trọng,
bởi vì máu vào động mạch vành được một năm trước. Nếu thời gian tập trung quá ngắn, máu vô động mạch vành thì thất chi không có máu nữa. Thời gian tập trung quá ngắn, máu vô thất trái không đủ, bơm cơ mọi biến đủ từ mạch thì não hay thiếu máu, bạn sẽ bị thiếu oxy não. Như vậy một người có nhịp tim 120 không thể nào có thời gian tâm trương đủ để cho máu bơm lên não. Giống như các bạn chạy 100m gần tới cuối 80m là xỉu hết trơn, vì máu không bơm lên não đủ nữa. Do đó bạn phải giải thích lại cho các bạn hiểu, chúng ta không ứng dụng lâm sàng bằng những cái giải thích như hồi nãy ngộ độc dioxin, ngộ độc cái kia kia không bằng. Cái đó là ứng dụng lâm sàng thì không có liên quan tới ngành đâu. Ngày hôm nay là phải giải quyết cho được cái dòng này nè. Và trước khi giải quyết được cái dòng này thì các bạn phải nhìn một trái tim thế nào là co đẳng trương và thế nào là co đẳng trượt. Chúng ta dịch sang tiếng Việt là co đồng thể tích hay là co đồng trương lực, chuyện của các bạn. Nhưng chúng ta đã quen dịch theo kiểu tiếng Hán, đó là co đẳng trương và co đẳng trường, mà ta đã quen dịch kiểu này 60-70 năm trước rồi. Như vậy thì bây giờ chúng ta có đổi thành tiếng Việt còn bằng cách là co đồng thể tích hay là co đồng chương lực. Muốn bỏ tiếng Hán cũng đâu phải là dễ đấy. Như vậy ta hỏi bạn thì giải quyết lại xong cái này. Sau khi bạn giải quyết xong cái này rồi bạn mới giải quyết lại ba cái dòng này, và bạn phải trả lời được cái câu này: tại sao kali máu cao thì tê tâm? Hồi nãy giờ mình giải quyết toàn là canxi không mà. Chờ. Nhưng trên lâm sàng khi điện tâm đồ có tê tâm nữa thì người ta phải nghi ngờ kali máu cao. Được chưa? Vậy tại sao? Tại sao có kali đây nữa? Trong khi nãy giờ nguyên bài mình nói toàn canxi không? Ok, đuổi đi. Đầu tiên mình nói cái tâm hấp thu, tâm hấp co và tâm hấp trương. Thì cái systole á là nó bắt đầu từ cái đầu đỉnh QRS cho đến tới đây, mình không biết gọi là cái gì, mà nó là từ đây tới đây á là tâm, từ đây tới đây là tâm co. Còn tâm hấp tính từ đỉnh QRS không được, tại vì nếu em tính cái nhánh cầu điện không thì chỉ mới có giải quyết có một hết, anh phải tính hết QRS thì mới tính hết hai hết. Cái giai đoạn từ cái đầu QRS tới đỉnh QRS là cái thời gian nó dẫn truyền điện ở trong cơ tim, thì tùy vào thất trái thất phải mình sẽ nhìn cái chuyển động nào. Ví dụ như là thất phải thì mình nhìn V1, V2, còn thất trái thì sẽ thì thầy nó là một thất. Thì thầy cũng nói phải trái. Dạ. Em muốn tính hết hai thất và phải tính hết QRS. Dạ. Còn em mới tính nửa chừng, bởi vì người ta tính cái nhánh nội điện mà người ta mới tính một thất. Dạ. Hiểu cái này lớp trang này chưa? Và người ta bắt buộc là QRS phải nhỏ hơn 0.08. Có nghĩa là nếu em chia nhánh đầu điện ra thì mỗi cái là 0.04. Hiểu được chưa? Cho nên em chỉ cái đỉnh đó mà em nói là bắt đầu tâm thu là không có được. Tại vì lúc này khớp thắt chưa có cực xong. Chưa có cực xong thì làm sao mà có. Tiếp dùng đi. Ông thầy đã gợi ý trước rồi, gợi ý là khi em trình bày em mới vượt qua được ba câu này thì phần ngữ của em mới là 100k. Dạ, em đã gợi ý rồi. Còn cái tâm hấp trương á, tâm hấp trương thì kết thúc của tâm tâm hấp co nó sẽ đến đầu của cái tâm nhĩ co. Nhưng mà cái tâm nhĩ co, khi mà cái tâm nhĩ nó co nó cũng sẽ tống máu một phần xuống cái tâm thấp. Vậy thì cái tính chung luôn cái thời gian mà máu về thấp thì nó sẽ là tính từ cái từ điểm này đến điểm này, tức là tính luôn cái thời gian nhĩ co. Mọi hiểu không? Tức là thấp co 0.3 giây nhưng mà thất trương cái 0.5 giây thì chu kỳ tim 0.8 giây. Ok. Bài cái này hả chị? Bài à, đây là cái giãn tầng đồng thích. Cái thời gian giãn đồng thích. Các bạn có vượt qua được hai đường này. Nguyên buổi sáng hôm nay là phải vượt qua được hai đường này. Nếu các bạn không vượt qua được hai đường này là các bạn không thể nào hiểu được sự một co của trái tim chứ. Sinh viên khi hai chết là chết cái chỗ co đẳng trương như co đẳng trường. Gần như 99% các bạn liên hai kẹt ở cái chỗ co đẳng trương như co đẳng trường. Vì sao? Vì người thầy dạy không liên hệ qua cái điện tâm đồ, chỉ dạy lý thuyết chung mà không dạy qua cái điện tâm đồ, cho nên nó mới kẹt cái từ co đẳng trương, co đẳng trường.
Như vậy bây giờ các bạn bỏ luôn tiếng Việt đi, các bạn đừng có đánh chữ thông trường nữa, tại vì đây là tiếng Hán. Nếu mà các bạn xài tiếng Việt thuần là có đồng thể tích và có đồng chương lực thì nó dài quá, vì sao mình muốn xài thẳng tiếng Anh luôn đi, isometric, isotonic dễ hơn. Vì lớp chúng ta quy định hôm nay là không xài tiếng Việt và không xài tiếng Hán trong trường hợp này nữa, bởi vì có đồng thể tích nó dài quá, còn có đẳng trường thì nó là tiếng Hán. Vậy bây giờ phải luôn tiếng Anh luôn, bỏ luôn tiếng Việt thì bỏ luôn tiếng Anh, isometric. Như vậy thì các bạn chỉ lên cái điểm tâm rồi, isometric là chỗ này. Tại sao là isometric? Ý nghĩa lâm sàng của isometric là, rồi sau đó các bạn mới qua tiếp isotonic. Isotonic là tương ứng với điểm tâm rồi chỗ nào, và ý nghĩa lâm sàng của nó là, các bạn hiểu được chỗ này. Cái cơ nó có đẳng trương và đẳng trường, có nghĩa là đồng thể tích, lúc này nó chưa bơm máu, được chưa? Khi nó bơm máu là lúc này giảm thể tích ạ, được chưa? Nhưng đẳng trương là lúc đó là trương lực cơ chưa co rút, có nghĩa là cái sợi actin và sợi myosin trường lên nhau nhưng nó chưa rút lại. Giống như các bạn cầm cái dây thun các bạn bắn nha, thì khi bạn kéo ra bạn buông trở lại, bạn phải tính nó vô cái chỗ này. Tôi nhắc đi nhắc lại, bác sĩ không giỏi toán, nhưng những thuật toán nào được ứng dụng lâm sàng là phải sử dụng ứng dụng nó ngay. Còn bác sĩ không cần giỏi toán, nhưng một khi đã có thuật toán sử dụng lâm sàng là phải nắm vững vàng thuật toán đó. Chúng ta không cần biết giải phương trình A tiếp phương cộng biến cộng C bằng không để làm gì, nhưng chúng ta phải biết rằng nếu tôi giải được phương trình đó tôi có thể ứng dụng nó gì vô trong trường y cái gì. Các bạn hiểu được cách học toán được trường hợp khám nào cũng vậy. Nếu khám nào các bạn không hiểu được, tạm thời ngưng lại đây, buổi tới dùng tiếp sao được không? Bởi vì thầy đã gợi ý rồi là em sẽ được thưởng rất thôi nếu em vượt qua được các cái từ này. Điều quan trọng là cái này, ví dụ lâm sàng là chỗ này. Như vậy các bạn nhìn lên trên tâm đồ của này, chỗ này là bắt đầu thông thu nè, chỗ này là bắt đầu thông trương nè. Lúc đó các bạn nhìn thấy được, khi mình cái miệng mình nói như vậy thì trong cái đầu mình có thấy được máu bơm vô động mạch vành như thế nào, máu chảy ào từ tâm nhĩ xuống tâm thất như thế nào, máu đẩy từ tâm thất ra động mạch chủ và động mạch phổi như thế nào. Thì lúc đó khi mình khám bệnh nhân ở giường bệnh, mình đang khám cho bệnh nhân nhưng mình thấy từng dòng máu một trong tim bệnh nhân. Các bạn hiểu cách học đó chưa? Tôi yêu cầu các bạn học như vậy đó, chứ không phải là cuộc bài. Ta nói rằng người sinh viên y ăn tranh thủ ngủ khẩn trương, học thường thường, chơi là chủ yếu, nhưng cái chơi của bạn là để lấy kiến thức chơi để áp dụng vô học, chứ không phải chơi là để chơi, được không? Hiểu được không? Em cứ sau đi em. Ok, rồi hôm nay